Minh và các bạn. Dạ, Hoàng Minh xin chào các chư cô chú, các anh chị và mấy quý vị để nối tiếp cho truyền thống bất khuất của Việt Nam, lòng yêu chuộng tự do và công lý. Thì Hoàng Minh, Kim Oanh, chị Kim Oanh, Hạnh Thảo, chị Hoài Thu và em Duy Cường, chúng ta xin trình bày bản những thiên thần trong bóng tối, nhưng không có tập dược của thành ra, với sự xin hành thành tha thứ chào. Trải qua bao thời đại thăng trầm theo những buồn vui, quê hương sau ngày lưa khói tự do hạnh phúc xa vời. Cho Việt Nam.